Vâng, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của kênh Xuân Muộn TV của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục làm một cái clip nữa giới thiệu cho mọi người cùng biết về tình hình thời điểm hiện tại cây vải thiều nhá. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người là vải thiều Thanh Hà nhá. Hôm nay mình quay đây là vào ngày mùng 8 tháng 4 2021. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 âm lịch. Mình sẽ đi quay cho mọi người biết là xem quả vải Thanh Hà thời điểm hiện tại nó đã lớn như thế nào nhá. Và mọi người đến với video của mình lần đầu tiên hãy nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để mỗi một lần mình đăng video thì nó sẽ thông báo cho mọi người rằng biết là mình có video mới. Và những người đã đăng ký rồi thì hãy tiếp tục xem những video của mình để ủng hộ cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người cùng biết. Và cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ trước. Và mình mong mọi người tiếp tục ủng hộ cho mình. Đây nhé, cái quả vải Thanh Hà bây giờ thì cũng khá là lớn rồi mọi người nha. Quả nó đã to hơn cả đầu đũa rồi. Cái cây này sai rất là nhiều mọi người ạ. Mọi người trong cái vườn này mình thấy thì rất nhiều cây sai kiểu như thế này. Đây là lớp hoa nó ra sau. Quả nó sai từng chùm luôn á. Đây ở bên này mình thấy này. Để những cái cành hoa nó rất là ngắn, nó lại sai từng cục, nhưng mà mình thấy nó còn bị nứt kiểu gì cũng khá là nhiều. Đây mình sẽ đi ra đằng này. Đây là lớp hoa ra sau thì nó ra ngắn đó. Quả nó to hơn đầu đũa. Địa điểm mình quay đây thuộc vựa ngoài Phong Vân Lục Ngạn Bắc Giang nhé. Không biết là cái vùng dưới kia thì quả nó ra sớm hơn hay ra muộn hơn đây mình cũng không biết, nhưng mà mình thấy ở vùng này là như vậy. Bây giờ thì ở vườn này là ở dưới ruộng, ở dưới đồng đất bằng. Đất bằng thì quả nó lớn hơn ở trên đồi bởi vì nó độ ẩm nó nhiều. Đây thứ hai này, cái quả vải Thanh Hà này thì nó sẽ lớn nhanh hơn vải ngọt kia nhé. Mặc dù ra hoa cùng nhau nhưng mà nó vẫn lớn nhanh hơn. Rất là nhiều quả. Từng chùm luôn, sai quá nhiều. Nhưng mà cái này nó sẽ còn rụng rất nhiều nữa. Nó đang trong thời gian này nó còn rụng là nhiều. Mình quan sát được thì cũng có quả nó bị nứt ở giữa, nhưng mà nó sẽ không thể thể đậu hết bằng này được. Đây, vòng quanh này thì mình thấy cây nào cũng sai kiểu giống như là từng cục. Cái hoa nó ngắn. Cây vải này thì người ta mới trồng được khoảng tầm 5 7 năm thôi, chưa già, cây còn non. Đấy, các bạn thấy không, mình quay quanh đây thì cây nào cũng thấy nhiều quả như cây nào luôn, nó cùng nhau nở hoa đợt. Đây.
cây nào cũng thế, quả thì to hơn đầu đũa rồi. Cái vải là nó sinh trưởng hiện rất là nhanh, cái thời điểm như thế này thì nó lớn rất là nhanh, khoảng tầm 5 ngày sau thì nó khác hoàn toàn. Mình sẽ đi quay liên tục cho mọi người cùng biết là tình hình cái vải nó sinh trưởng như thế nào nhé. Mình chỉ đi quay để xem nó thời điểm nào và nó lớn như thế nào. Thời điểm nhưng mấy ngày vừa rồi mình quay những hoa kia này nó cũng chỉ cách khoảng tầm chục ngày, hơn chục ngày, nhưng mà nó bây giờ nó quả nó đã lớn thế này rồi. Năm nay vào khoảng tầm tháng 5 là sẽ được bán nhé. Cây này toàn từng chùm từng chùm. Cái này một thời gian nó lớn thì trông mới thấy nhiều quả mọi người nhé. Một thời gian nó lớn thì trông thấy nhiều lắm. Bây giờ bé nó trông còn ít ít, nó còn sau này lớn lên thì mới nhiều quả. Đây, ở đằng này có mấy cây mọi người thấy không? Toàn là quả từng chùm luôn. Nhìn cái vải rất là khỏe mọi người nhé, lá rất là xanh tốt. Cái này quả mới đẹp. Người ta bón lân. Với lại thứ hai nữa ở cái cánh này, đầu này nó bằng phẳng nữa. Cây bên này rất là sai luôn. Cả trên ngọn nha. Ngọn này các bạn thấy. Thời điểm này thì bà con làm vải thì đang phun nhé, phun vào cho lân vào để cho nó quả nó ăn cho nó lớn nhanh nhé và nó đẹp màu mã. Mình thấy trong cái vườn này là sai quá là nhiều, những cây sai từng chùm luôn. Mình sẽ tiếp tục đi sang đằng khu vực bên này. Chùm từng chùm. Cái cây thì nó cũng sai lác đác, cái cây này thì nó cũng sai lác đác. Tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều quả. Đây, cái cây này mọi người thấy không? Toàn là chùm quả thôi. Quá nhiều luôn. Một chùm bằng này thì lớn lên bằng này quả nữa phải có 2 cân. Ui trời mưa rồi. Ui, đang quay tự nhiên trời mưa rồi. Ui cái này sai quá nhiều. Ui trời mưa rồi.
Đây mình sẽ quay ra đằng này, đằng trời mưa khả năng mình cũng thôi. Không không kịp. Đây, nơi đằng này còn ra rất là nhiều cây nó sai mọi người nhá. Cây nào nó cũng như cây nào thôi. Vâng, như vậy vừa rồi thì mình cũng quay cho mọi người cũng biết là tình hình vải thiều hiện tại thì ở cái thời điểm này thì nó lớn tầm nào. Thì hiện tại hôm nay thì ngày mùng 8 tháng 4 2021, dương lịch vào ngày 20, còn âm lịch thì vào ngày 27 tháng 2. Cái nào cũng sai mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Mình xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Xin mưa rồi.